Thì là mình đang có thể chia sẻ thêm một xíu nữa không? Tức là cái ngoài những cái mục đích đó thì tức là mình có cái mục đích cá nhân gì ở mình ở trong cái mà bởi vì tôi thấy là khi mà Đức gợi ý là mình làm cái chương trình này, tôi thấy là mình đang ngay lập tức ủng hộ đó, giống như là mình có sẵn ở đâu đó một cái gì đó mình cũng đã có ý nguyện mình làm những điều này rồi sao á. Mình đang nghĩ là nếu mà nói về cái mục đích riêng trong cái câu chuyện về cái hành trình đồng hành cùng với các cha mẹ, mà đặc biệt là các cha mẹ đang dõi theo cô Bình An ở đây, thì bởi vì Bình An khi mà làm việc cùng với các con ấy, đặc biệt là có những ca, ví dụ bây giờ Bình An đang đồng hành nhé, là có bạn ấy đang là sinh viên của khoa quốc tế của một trường đại học, và bạn ấy sinh năm 2002. 2002 thì bây giờ đã 22 tuổi. Nhưng mà bạn ấy rất là mâu thuẫn với cả mẹ, bởi vì là hàng tháng mẹ không cho tiền theo tháng ấy, mà mẹ lại cho tiền theo ngày hoặc là theo tuần. Và lý do mà mẹ cho tiền theo ngày và theo tuần là bởi vì mỗi khi mà mẹ chuyển tiền cho bạn ý thì ngay lập tức nó chỉ trong khoảng tầm ngày hôm đó hoặc 2 ngày thôi là tiền nó đi hết. Và nó đi vào những chỗ rất là cám dỗ và vui chơi, không có mục tiêu gì cả. Ví dụ như sẽ rủ bạn đi uống cà phê, xong rồi thì có thể là đi hát, thậm chí là đi lên bar, rồi thì cứ hàng tuần là sẽ rủ nhau để kiểu đi du lịch ý, đi du lịch trải nghiệm các thứ đấy. Và bạn ấy sẽ không bao giờ quan tâm đến việc là tiền đấy mẹ kiếm từ đâu, mà bạn chỉ nghĩ đơn giản là mẹ có rất nhiều tiền và bây giờ tiền thì hãy chăm sóc cho bạn ấy đi, và cái việc này là hoàn toàn có ích mà, để bạn ấy giao lưu với các bạn, để bạn ấy phát triển bản thân, để bạn ấy đi du lịch trải nghiệm, để bạn ấy mở mang về đầu óc trí tuệ kiểu như thế. Và bạn ấy nghĩ điều này nó rất là đương nhiên, và mẹ thì không biết nói chuyện như thế nào với con, cho nên mỗi lần khi bạn ấy xin tiền và mẹ bạn ấy chuyển tiền thì hai mẹ con đều cãi nhau về tiền. Và Bình An đã hỗ trợ cho phụ huynh để có cái cách trò chuyện để làm sao về mặt tâm lý á, là các con hiểu được là tại sao mẹ lại làm như thế, và bây giờ nó có một cái thỏa thuận như thế nào để hai mẹ con có thể hài hòa hơn. Nhưng đâu đấy thì Bình An vẫn cảm thấy là nếu là nó có thêm một cái góc nhìn từ phía chuyên gia tài chính giống như là anh Đức vậy, và có thêm nhiều phụ huynh nữa trong cái cộng đồng mà Bình An đang dõi theo này, thực sự nắm được không chỉ là về khía cạnh tâm lý là trò chuyện với con như thế nào, mà nắm được rất là rõ là cái con đường hành trình tài chính nói như là anh Đức ạ, là ươm mầm từ khi các con của chúng ta còn rất là nhỏ, hay lớn hơn một chút là cấp 2, cấp 3, các con có thể thực sự trân trọng về cái tiền bạc, về tài sản, và các con hiểu rằng là nếu như mà mình có được những kiến thức và kỹ năng để quản trị cái điều đó thì cái hành trình cuộc sống của các con nó sẽ chạm đến cái sự thành công. Nó là thực sự những gì mà các con làm được chứ không phải là chứng tỏ với ngoài xã hội, giống như cái trường hợp với bạn sinh viên mà 2K2 kìa. Cái việc bạn ấy tiêu tiền của mẹ bạn ấy là đấy là để chứng minh với các bạn khác là nhà mình rất là giàu, mình có tiền, nó không vì cái gì ở bên trong cả.